Nhân dịp sang thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, chiều ngày 12 tháng 5 tại thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã hội kiến với Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường. Tại cuộc hội kiến, Thủ tướng Quốc vụ Viện Trung Quốc Lý Khắc Cường, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chúc mừng những thành tiệu Trung Quốc đã đạt được trong công cuộc cải cách toàn diện từ sau Đại hội 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc đến nay. Chủ tịch nước đề nghị Thủ tướng Lý Khắc Cường tiếp tục quan tâm chỉ đạo triển khai hiệu quả một số biện pháp nhằm mở rộng và nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác giữa hai nước về thương mại chủ tịch nước trần đại quang bày tỏ mong muốn các bộ ngành và địa phương trung quốc sớm hoàn tất các thủ tục pháp lý mở cửa thị trường đối với sữa và các sản phẩm từ sữa hoa quả thủy hải sản thịt lợn của việt nam tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp lớn hai nước tăng cường trao đổi thương mại than và nông sản nhất là gạo sắn nhấn mạnh việc hai bên tăng cường trao đổi thương mại nông sản không chỉ góp phần thúc đẩy thương mại hai nước tăng trưởng lành mạnh bền vững mà còn là việc làm có ý nghĩa hết sức thiết thực đối với nông dân việt nam về đầu tư chủ tịch nước trần đại quang hoan nghênh phát huy hơn nữa vai trò của nhóm công tác hợp tác về cơ sở à tầng thúc đẩy những dự án đầu tư lớn tiêu biểu cho thực lực trình độ phát triển của trung quốc và phù hợp với nhu cầu và chiến lược phát triển bền vững của việt nam nhất là trong các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao công nghiệp phụ trợ phát triển năng lượng tái tạo năng lượng sạch kết hợp hợp tác đầu tư với chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời đôn đốc doanh nghiệp hai bên nhanh chóng giải quyết các vấn đề tồn tại vướng mắc trong các dự án hợp tác giữa hai nước. Về hợp tác tài chính tiền tệ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Trung Quốc dành cho Việt Nam những khoản tín dụng ưu đãi hơn và tạo thuận lợi để Việt Nam tiếp cận nguồn tín dụng ưu đãi trong khuôn khổ ASEAN Trung Quốc, Mekong Lan Thương. Hai bên đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, môi trường, khoa học công nghệ, trọng tâm là hợp tác ứng phó với biến đổi khí hậu, sử dụng bền vững nguồn nước sông Mekong Lan Thương lai tạo các giống lúa thích hợp với điều kiện hạn hán và xâm nhập mặn tại việt nam và nhiều vấn đề khác Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chuyển lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mời Thủ tướng Lý Khắc Cường sang thăm lại Việt Nam vào thời gian thích hợp. Về phần mình, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường khẳng định luôn coi trọng những quan tâm của Việt Nam, đã tăng cường các biện pháp nhằm mở rộng nhập khẩu các mặt hàng nông sản gạo của Việt Nam, cải thiện cán cân thương mại, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc triển khai các khoản tín dụng ưu đãi, đáp ứng tích cực đề nghị của Việt Nam về sử dụng bền vững nguồn nước qua biên giới ông cũng bày tỏ tán thành và đánh giá cao ý kiến của chủ tịch nước trần đại quang về việc tăng cường trao đổi chiến lược chỉ đạo các cấp các ngành thực hiện nghiêm túc nhận thức chung cấp cao tích cực triển khai các biện pháp thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện trung việt phát triển ổn định lành mạnh và bền vững thủ tướng lý khắc cường bày tỏ cảm ơn và vui vẻ nhận lời mời thăm lại việt nam